thối quá cuộc sống 3 4 năm, mấy năm nay rồi, rồi thoát vị đĩa đệm gì cũng đúng rồi, bị thần bị viêm khớp rồi giãn tĩnh mạch rồi có ù tai rồi nó có tiếng gian trong đầu, rồi có hồi nó làm như là mình quay phim mình nghe cái tiếng, nghe cái tiếng hát ở trong đầu, rồi có hồi thì nó giống dáng mặt đeo kiếng mà nhiều khi không thấy gì hết, rồi nhiều khi mắt thì đi khám thì bác sĩ nói là 10 trên 10 với là 7 trên 10 mà nó hồi không thấy, để đồ trước vậy chứ không không tập trung được gì hết trơn. Thực ra là mọi người biết đó, cái chị này là nó bị bệnh đủ hết rồi ha, rồi mạch máu rồi cơm xương khớp rồi rối loạn tiền đình là đủ thứ hết đó. Cho nên nó là cái điều trị của cơ bản của cái phương pháp này á, là tụi này chỉ giải quyết giúp cho một chút thôi. Cái chính là phải làm cho thực hiện được cho cái này, tức là nhịn ăn, hút không khí, chườm đá, rồi các thứ phải làm cho nó đàng hoàng. Không sao kệ bạn, cái chuyện nó không thua vậy. Rồi đứng về đi, đó nhớ cái này nha, chút xíu cho bà cũng xách nó đi bà làm. Rồi, ủa mà hôm qua gì có nhịn ăn không? Đây được rồi. Rồi được rồi. Bây giờ là ngồi xuống đứng dậy thử coi có dễ chịu không? Đó, cứng vậy nè. À, cứng vậy nè. Dạ. Rồi đi đứng rồi đi thang lầu rồi được không? Đi thang lầu thì đi nó từ từ, nó đau hai cái đầu gối. Hai đầu gối, được là hiểu rồi. Rồi bây giờ ngồi xuống đứng dậy thì phải có người kéo lên thì mới nhanh. Chứ còn tự mình thì phải lật trở bò lăn bò lết rồi có đứng. Giờ làm thử. Đó, ngồi xuống thì đó. Cũng khó, ngồi xuống thì khó đó, 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 đó. Quay đó. Rồi hết đứng đứng để cho bà té cái nha. Về ăn lại là đúng mập giống hết rồi đó, đứng gì đó đúng rồi cũng gì đó phải gì chịu khó gì tốt rồi. Muốn sống là phải nhịn ăn. Đi về đây khai bác sĩ với là chụp em ra mà cái đầu có cái gì đó. Giờ ngồi xuống bàn xuống luôn.
giờ ngồi xuống nãy ra đó là đứng dậy thử coi con khác không, mạnh lên đó. Tại sao cái bụng to ấy thầy ạ? Có khá hơn nha. Cái bụng lớn quá là tại vì bụng mà tròn quá đấy không? Chứ còn nếu như mà tiếp tục nhịn ăn đó mà mất thêm 5-7 kg nữa thì ok. Ok rồi thôi, ok rồi, cảm ơn. Không phải lập người lại. Hốt đi anh em, chùm gan nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài. Phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918-133-635, Hà Nội 0326-811-258. Để có trong tay đá chườm gan cặp đá diệu kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0858002299 hoặc 0937853823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0832186688 hoặc 0983581652.